Rồi, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay tôi lại chơi với bạn tôi này, bạn tôi lại cầm Chanel đi top nha mọi người. Rồi, đó, chắc là tiện thể sau chắc tôi sẽ ra clip đi top nhiều hơn nhé mọi người. Bởi vì đi top thì thường nó có nhiều kèo solo khác nhau nên là sẽ cảm giác nó đỡ chán hơn. Chứ đi rừng hoài thì cũng là một vị trí đi rừng thôi, nên là nhiều lúc nó sẽ bị nhàm nhé mọi người nhỉ. Nên chắc là sau này tôi sẽ cố gắng đi top nhiều hơn và đi rừng ít lại nha. Rồi, ok, nói chung là chuyện đó thì để sau này tính đi. Còn bây giờ thì tập trung vào con mờ đỏ đó nhá. Chuyện này thì tôi gặp AO nhé mọi người. Chuyện này gặp AO đi rừng. Ui, xong rồi tôi quên mất tiêu rồi. Trời ơi, tôi quên mất. Ôi, đi ra đi ông nội. Ông đã đi vào gần làm tôi bị thọt mất một xíu kinh nghiệm rồi. Còn farm tiếp nữa. Ôi, ơi, tôi quên mất. Tôi không để ý thằng bạn tôi nó không đi ra luôn mà nó ra đánh con nhỏ người ơi. Thế tôi trừng trị phát mất bám mất một xíu kinh nghiệm. Trời ơi, tự nhiên đầu game bị thọt rồi. Sao canh đam gà vậy trời, vãi nồi thật. Rồi hay kìa, ăn được chiếc ống đầu của Caffeine rồi. Đấy, trận này mà Caffeine mà gặp Mina nữa thì thôi rồi, xoáy cho cái thì ối rồi luôn. Mina là cái con tướng mà thích mấy con như là Caffeine hay là con Lavi đó mọi người. Đặc biệt là nó còn mang mang tinh linh nữa thì ối rồi luôn. Mina cực thích mấy cái con như vậy nhé mọi người. Trời ơi, trận này mà Caffeine cứ ngồi mà bắn tanh đi là coi như là Mina mình xoáy cho ối rồi đấy. Trời ơi. Rồi, bây giờ thì nấp đây nhé mọi người. Khả năng con nào đang phát sao sao xong rồi. Đây nè, vừa nói xong nó nè. Ui, sao vào sâu thế? Nè, chém được không? Nè, ăn được này. Ui mà phần này tôi chết mọi người ơi. Rồi ơi, mới đầu game chết mạng rồi. Mina vô sâu quá à. Trời ơi, ông bạn tôi mới chơi game mọi người. Mới chơi game đây là đánh cũng biết biết chơi thôi nhưng mà di chuyển thì hơi yếu nên mọi người thông cảm nha. Đấy, trận này Mina vô hơi sâu. Rồi, bây giờ thì di chuyển lên là từ nào? Các bạn di chuyển lên luôn kìa. Ui AD chạy được không? Ừ ha, có Chanel bay lên hỗ trợ phát là lật kèo liền đấy mọi người. Rồi. Ui, từ bắn 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 nó đi, bắn nó đi. Rồi gặp PSC nữa à. Rồi thôi tôi kệ tên cho mọi người, tầm này tôi sẽ đi farm nhá. Rồi. Đây, bây giờ farm này đi vô ăn con blue này mọi người. Nãy thằng rừng nó chết là tôi để ý là nó chưa ăn blue đâu. Mọi người cứ chú ý nhá. Nếu mà thằng rừng nó với cả mình á ăn cùng mục tiêu thì tức là bùa mình ra thì bùa nó cũng ra. Mà nãy hàng oi ở trên kia nó đi đánh nhau rồi nên là chắc chắn là con bùa sẽ ra rồi, chắc chắn là của mình rồi, người chú ý điểm đó nhá. Rồi bây giờ thì đi về thôi, về ăn con bùa đỏ này. Đừng nó gây cú dí mình đấy mọi người. Mày càng dí tao đi là mày càng thọt đấy oi ạ. Cứ dí đi. Rồi bây giờ thì chắc là tôi phải qua đi ngó xem có không ăn, nó không ăn rồi. Nói chung là cũng phải ngó cho mọi người, mất công là mình nó cứ tưởng mình ăn bùa đỏ rồi. Ê, thằng dừng cái này, thằng dừng cái này. Vô đây tới nha, đây là ulti này. Này, chừng trị mấy con đỏ này, chém thường này. Này, ulti ở ngoài đúng không? Rồi, lướt luôn. Ơ kìa, dí không được rồi. Trời ơi, đòi qua cướp tôi không có dễ đâu bạn ơi. Trời ơi, bị cay cú mà, quay cú mất hai con quái luôn cay. Rồi, thôi chưa kệ đi. Còn bây giờ thì tôi di chuyển qua bùa từ từ nha. Khả năng tôi sử dụng qua bùa nó cho mọi người. Mày cay cú thì ta sẽ qua cướp lại mày thôi. Rồi, đem qua đây này, đánh này. Tới nha, tôi phải đợi coi con làm gì ấy, làm gì ấy, chém này, xin luôn bùa đỏ nha. Rồi, khả năng mạng nó chết luôn mọi người ơi. Rồi, chắc chắn, kìa, phải để tôi giết nó chứ, sao lại mít nhắm tiêu rồi. Ui, sao Mina để, Mina bị chết rồi. Từ từ nè, thằng FB này, thằng FB này, giết nó đi. Rồi, ok, xin luôn mạng nha. Rồi, ôi, tốc biến à, chạy đâu, ui, không ăn được rồi. Này, ulti này, họ nói chung là ulti lấy cái miếng né cái miếng nhiễm của con. Ui toang 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 rồi, toang rồi, toang rồi, phải là kéo thôi. Ui ôi tem bạn sốc nhanh thế. Trời ơi tem bạn đánh đúng nhanh luôn, tem tôi bốn thằng mấy mà cà phê thì bán công ty cái hết mẹ máu luôn. Trời ơi, đen quá, tôi vẫn thoát được mọi người ơi. Rồi, bây giờ thì lui về farm lẻ con blue thôi. Thằng rừng nó mất hai con bùa một lúc mọi người. Ê, hey, mày làm gì ấy, làm gì ấy, làm gì ấy. Thế là mình gọi chính trị nhé mọi người. Ê, né này, ulti này. Chung là đọc map thôi. Rồi đây đây đây, ui tốc biến này, tưởng ở lại chứ ở lại là mình quay lại múc rồi mà không tốc biến là thôi coi coi như cho nó thoát trận đi. Còn bây giờ thì tôi di chuyển về tôi ăn con bùa đỏ ấy mọi người, sắp hồi rồi. Trời ơi đó. Nói chung là thằng AOI nó cay cú tôi đấy mọi người, nhìn là biết nó cay rồi đó. Trời ơi, đầu game qua là cướp luôn hai con bùa của nó rồi này. Thì đây này, thấy giờ trường chạy này. Trời ơi, đòi cướp chạy đâu, chạy đi đâu. Ok, dính công ty rồi. Nè né này. Ui không kịp rồi. Vãi nồi thật. Rồi, ok bây giờ giết con mít nữa nha mọi người. Này, chém nó này. Giết này, đánh này. Mày hồi máu gì? Đánh luôn rồi ulti rồi. Ui pha cày thế là thằng. Rồi giết nó này, giết đi, giết đi công ty rồi, chém luôn thằng dựng này.
Thôi bỏ bỏ đi nhá, bỏ đi nhá, bỏ đi nhá. Từ từ nhá. Đây này, đây này, cứ đắp đây đi. Rồi rồi rồi. Ui, biết ơi. Tại sao lại tung chiêu hụt thế này? Rồi, bây giờ tem bạn vì một pha qua cướp rừng quá oi mà đã ảnh hưởng đến hàng kia chết luôn. Này thì qua cướp rừng này. Trời ơi, chơi game bớt cay bạn ơi. Đã mất bùa rồi thì đừng có quay, cay là càng chết đấy. Trời ơi, chữa cái tọt cay chứ. Để tôi cướp hai con bùa ảo ống cay quá, hôm qua ông cướp lại tôi xong rồi cùng chết tiếp mọi người ơi. Rồi, vấn đề bây giờ là tôi sẽ di chuyển lên búc con bùa đỏ nha mọi người. Làm gì thì làm, phải ăn bùa đỏ trước, kệ tên đánh nhau đi. Trời ơi, Aoi ơi. Rồi, đứng đây nấp chờ Aoi thôi nhé mọi người. Đây 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 xin nhá. Rồi, ăn mạng của DRC này. Còn bây giờ né con này ra mọi người ơi. Né ra con nó đẩy về đấy. Chung là thôi kệ FB đi. FB nó trâu lắm, mình đánh nó làm chi. Mình chỉ yếu cấu cấu nhẹ nhẹ thôi xong rồi lui về thôi. Nó trâu lắm, mẹ đánh ngu ngu với nó mà đẩy về vừa phát thôi là tem nó qua, nó hồi đồng kịp là coi như là mình chết ngu một mạng đấy mọi người. Rồi, bây giờ thì tôi tiếp tục tôi di chuyển về ăn phần bùa xanh của tôi nhá. Hỏi Aoi kìa, lại qua cướp con quái nhỏ kìa, cay lắm mà. Nghe cái qua cướp nó kìa, qua cướp nó kìa, cướp nó xin không. Trời, nãy giờ mẹ cứ qua cướp tôi cái là bị chết ngược, hồi bị lại bị tôi cướp bùa. Cay chắc cay không ta được luôn đấy. Rồi, bây giờ thì thằng AD nó đâu? Đây 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 đây, nhưng mà từ từ nhá. Sanel có ulti này, tôi phải đợi ulti tôi sẽ ra đánh thằng AD đó nhé mọi người. Đây 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 đây, hey, bộ này đánh đâu? Rồi xong AD chết tiếp nhé mọi người. Bộ này đánh thường này, chưa hai chưa một này, chỉ cần hai luôn rồi, không cần kể ulti của Sanel luôn. Sanel bay đi mid rồi mọi người. Rồi ok, ăn được bạn nhé. Né này, chiêu hai lướt để né thương giảm cái chiêu của con Ten xuống đỡ mất máu. Rồi bây giờ thì mất bà con xe thôi. Bây giờ thì ăn luôn đợt lính này, xong rồi tôi sẽ di chuyển vào xuống mid nhé mọi người. Đó, khả năng có bùa đỏ của thằng Aoi sắp ra kìa, nên là khả năng là sẽ đứng đây chờ. Tôi vừa thấy Aoi nhá, đứng đây chờ nhé mọi người. Giờ bây giờ đi xuống phang bùa đỏ, phang bùa đỏ, phang bùa đỏ. Nói chung là cứ ăn con bùa thằng Aoi thôi. Mẹ mày dám qua cướp bùa tháo này. Bây giờ qua ăn Aoi rồi nấp đây múc nó nha mọi người. Đây 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 kìa. Úi dồi, tôi đứng hơi xa thôi. Chiêu hai này, ulti mất dương. Ủ hay quá, né kịp này. Rồi, ui còn dính bụi chứ, né này lướt ra ngoài này. Để tích đầu tải đã bay vào đánh nó mọi người. Chém thường này. Ui không kịp rồi, trời ơi. Pha đó xui các mọi người ơi. Kiểu tôi vừa bị đứng bụi đúng không, vừa bị lỡ đứng gần quá để nó tung dây trúng người rồi. Còn thêm nó bị mất sai nữa, thế là tôi né qua cái là bị thiếu mất một kill rồi. Trời ơi tiếc thế. Ui đi vô cướp để ăn lại nó mà cuối cùng bị nó giết ngược. Trời ơi chán thật sự chứ. Pha đó không, pha đó nó cũng hên mà. Nó bay không sai mọi người, nó đâu biết tôi trong bùa đỏ đâu, nhưng mà nó bay vô tình trúng thôi. Trời ơi tôi đứng gần quá. Rồi thôi nhỏ không sao đi, nói chung là cho nó một mạng này cũng được. Đó mạng đó là tôi lỗi tôi thôi. Cả hơi bị xui nữa là nó được cái bụi cái nó bị mất sai mọi người. Nên là tôi không có quẹt chúng nó. Rồi bây giờ thì thôi kể đi, bây giờ thì tôi sẽ di chuyển lên ăn con bùa đỏ nhé mọi người. Ăn bùa đỏ xong rồi di chuyển từ ten hết dưới. Ơi, bình tĩnh. Ui ôi SB đánh cao thế. Ui SB chơi cao thế. Ui cứ dí cà phê nhiều đánh. Cười à luôn. Nè mày chạy đâu. Mày chạy đi đâu. Trời ơi nó mua bắt tôi á, bị ảo tưởng mọi người ơi. Rồi bây giờ thì đã làm gì né này, né này, ulti bắt con này này, chém này. Ơ kìa đậu xanh nó, trời ơi nó bị không mất mục tiêu mọi người ơi. Vãi nồi con DRC, trời ơi hên vãi. Trời ơi pha đó mà nó kêu một cái tôi đánh không được, cay thế không kìa. Đó còn giờ thì ăn lẹ con tàu thần thôi, hên là mạng nó tôi không chết đấy mọi người, hên là ra khỏi trụ kịp đấy. Rồi ăn con tòa hần xong rồi xuống dọn lính đường dưới nhé mọi người. Rồi xin nha. Đó khả năng lính dưới xong rồi tôi sẽ ăn luôn con chim ở dưới nhé mọi người. Trời ơi chuyện này khổ thân oi các mọi người ơi. Trời ơi đòi mày đặt qua cướp bùa tôi làm cho một phát phế rồi luôn rồi. Ui cay chưa bạn ơi, chơi game mà cay cú vậy là chết giờ đấy. Nó đã cay tôi rồi mà nó không ăn được thì cái tỷ lệ thương sát thương tinh thần nó sẽ là ít gấp đôi nhé mọi người. Rồi bây giờ di chuyển lên cùng tem đánh nhau thôi mọi người ơi. Tem tôi đang ở cao quá. Ui Mina từ từ. Ui ông bạn tôi lên cao thế. Nè bắt nó này. Trời ơi ông bạn tôi lên cao vậy trời. Trời ơi. Ui đánh thì mà lên cao thế không biết. Đây. Có tôi. Rồi nó chết rồi đó. Cứu là đây được không? Hay có cứu là đây được rồi, chết luôn cafe đi nhé mọi người. Mày này sấy ulti này. Rồi thằng Ten nhá. Rồi thằng Aoi bên kia kìa, nhưng mà né chiêu thằng Ten này. Qua kêu đánh cược. Trời ơi mẹ, nó lại thoát được nhờ cái chiêu một cay kêu. Trời ơi
không có là xem là có qua kêu cho mọi người xem thôi. Ui em bị vãi pha nó, tôi thấy nó chưa một tôi thả nó di chuyển rồi nhưng mà nó bị chậm người ơi, kiểu thả nó di chuyển thì nó vẫn tự đánh ấy nhưng mà kiểu nó đi xa một xíu rồi nên là thành ra đánh thường không tới. Trời ơi con DLC khốn nạn. À rồi thôi đu đu gì ấy mày, đu từ từ thôi, đu đu đụng đụng vào mình cái là chết ngược đấy. À, bây giờ lại kêu tiếp con bùa nghe mọi người, né này. Trời ơi làm gì đấy, giỏi vô đây đánh thôi này. Tôi phần lần này tôi hơi bị xanh rồi đấy, nó đánh gậu gậu cái tôi quay ngược lại tôi múc nó luôn đấy mọi người. Rồi bây giờ thì ăn luôn chim này. Ôi kìa sao toàn canh thiếu đam vậy trời, chả thật chứ trời ơi, chơi game mà toàn thiếu đam này non thật sự. Rồi bây giờ thì kệ đi, bây giờ thì từ từ nhé cố gắng để lấy sai đấy mọi người, phải tìm góc một phát là bay vào thôi là tên bạn ối rồi ôi liền. Rồi bây giờ thì nấp ở bụi trên này nhá, rồi chuẩn bị đi vòng xuống đây này mọi người. Đây, tem ơi, tôi ở trên này nè, nhưng mà tem nó xuống dưới hết rồi. Ở kìa, ôi thằng tem thấy sai tôi rồi mọi người ơi. Ôi thằng này xem này, nó check sai ảo mọi người, nó check sai ảo vãi luôn á. Rồi bắt thằng AD này, AD làm gì đấy? Trời ơi, AD thôi, di chuyển trước mặt tôi là dở rồi. Rồi hay nhá, đẩy tôi lên này, chết luôn này. Ở kìa, bộ này, đánh thương này, ulti này, né này, chạy ra ngoài khỏi trụ này. Rồi, ok, đâu kêu tem bạn chết ba rồi. Bây giờ thì đẩy lính lên, ơ kìa, không ai xuống đẩy lính à. Lính ở dưới kìa. Này lính dưới đúng rồi. Ôi ôi không chỉ để tem lính cao quá vẫn chưa quy được mọi người ơi, pha này vẫn chưa quy được rồi. Rồi khả năng cao là từ từ nhá, có DLC khó quy lắm. Đây từ nhá, né ra nhá, né chiêu ra. Rồi mà sợ tem bạn kiểu gì cũng hai đứa thì nó vẫn dọn lính thôi mọi người ơi, không có quy được đâu. Ui không được rồi, không quy được rồi mọi người ơi, tem bạn ra rồi. Bây giờ thì lui mọi người ơi, lui đi tí nữa tầm này chưa quy được đâu, cố quá là hành ngon, cố là thua người đấy. Rồi nói chung là mọi người những cái pha như vậy mọi người đừng có cố quá nhé mọi người, hết máu là phải về ăn mục tiêu nhá, chứ mọi người mà để chết một phát thôi á là coi như là nó ăn được tàn lại là kèo lại mọi người. Rồi bật ulti lên tôi đánh nội tại hồi máu cho nhanh này, đỡ phải về đó tới nhá. Ui trời ơi, mít ơi xong rồi, mít bị bắt rồi. Ui lên cao thế mọi người, trời ơi xem ơi, cứ đánh ẩu ẩu mà trời ơi, tôi vẫn đang ăn con rồng mà lên cao phải bắt luôn. Rồi lui đi. Ê, nó bay ẩu này, chém nó này, mày này. Rồi bắt AD nhá mọi người, bắt AD. Trời ơi, AD ơi, nãy giờ cứ bắn hậu ẩu trước mặt tôi cái là tôi bắt cho liền luôn. Rồi, nhẹ nhẹ cái nhá mọi người. Rồi, ui, thôi xong rồi, trời ơi, hết bay đẹp, nó bắt chết hai người rồi, lại không quyết được rồi. Trời ơi, đấy, phần đó sẽ tương chuẩn to thế, hai tanker mình chết một lúc đó mọi người ơi. Ui, vẫn chưa quyết rồi, khoai, về khoai, AD về ơi, AD về đi. Trời ơi. Xui vãi, tưởng phát đó win rồi chứ, mà VS nó đánh một phát chết hai tanker của mình luôn, thành ra vẫn chưa win được rồi. DLC ra rồi này mọi người. Đánh này. Ừ, hay rồi. Win được không? Ui, hết lính nữa rồi chứ. Trời ơi. Cái bán này gọi như tem nó cái gì nhỉ? Bán này kiểu như là trận đấu này nó phù hộ cho tem bạn hay sao á? Cứ tem tôi sắp win rồi, cái là hết lính rồi, cái thì tem tôi bị chết kẹo bất ngờ vãi nồi luôn, xui thật chứ nãy giờ vẫn chưa win được. trời ơi win đi. Ui ôi xui vãi, nãy giờ ba lần chưa win được, cay rồi nhá. Rồi bây giờ thì ăn con quái xong rồi di chuyển qua con rồng nhé mọi người. Rồi tầm này thì chắc phải đợi con tà thần thứ 14 ra thì mới win được rồi mọi người ơi. Tem tôi mà cứ chết ẩu kiểu vừa nãy nữa là coi như là tem bạn mà lật kèo bắn này mà thua ngược cái là tôi cũng chịu luôn đấy. Rồi đây nè con ơi này, dí nó nữa. Ui tay nhanh đấy. Tôi mà phá nó mà tôi mà kịp lướt kịp nó cái thôi á là nó đùa người tôi là coi như nó chết tiếp rồi mọi người, nhưng mà tôi không tới tầm rồi. Rồi đuôi đi, cố gắng đợi 60 phút nữa để con tà hần nó ra rồi win nhé mọi người, không cần phải vội vàng đâu, bây giờ cứ đẩy ở chỗ nào thì đẩy thôi. Nè ok à, mày cứ bay đi đâu, bay làm chi vậy? Rồi ôi thôi xong rồi, AD với ui sao AD với Chanel lên cao thế. Trời ơi mấy thằng bạn tôi đánh gì ẩu vậy trời, tôi đang một phía mà mấy ông cứ qua một phía. Rồi bây giờ có bắt oi này mọi người, chạy đâu? Ơ kìa màu xanh mày hơi bị hên rồi nhá. Ơ kìa sao nó lắm xích vậy. Ơi lắm xích bãi nồi nha. Từ không có ốc rồi, lui mọi người ơi. Trời ơi, đồng đội ơi, mấy thằng bạn tôi báo tôi quá, cứ đánh vậy sao mà win được trời ơi. Tôi cứ đứng một phía, mấy ông cứ đứng một phía cái chết dở thế này rồi. Rồi, trụ cái ga mà chưa lấy được kìa. Đó, trong là tầm này thì mọi người phải giữ mạng nhé mọi người. Giữ mạng đi, không có là mất tà thần đấy, chết độ ẩu chứ mất tà thần đấy. Rồi, nè, mít.
ra rủi cho nó bay đi, cho nó đu đi, xong rồi là tôi nấp bay, tôi giết nó. Nó ra rủi đi, đúng rồi, rủi. Ừ đúng rồi đó, cứ dùng chiêu giả vờ, dùng chiêu cho nó biết là hết này. Rồi còn bây giờ thì đây ok, ê, đứng trên mít. Ôi tưởng trên mít phần này ghét đúng không, hết luôn. Đây mà an toàn thần hơi bị ẩu nha. Thôi an toàn thần hơi ẩu nha. Rồi xong AD ơi đứng ngắm là chết rồi, kìa dính kiểu con ấy thôi. Ừ hên quá, tôi lướt kêu né kịp nhưng mà hàng AD nó chạy được vào người, thằng then nó cứu thôi. Ui lui nè, lui nè, ui phải mất tinh thần rồi. Trời có chết không trời. Thôi xong chết luôn rồi. Ôi em tôi vẫn ở dưới ăn tà thần mọi người ơi. Trời ơi con lên đánh nhưng mà lại ăn tà thần ơi, cần thận mất. Anh cần thận mất. Ừ hết vãi. Vãi rồi. Ông bạn tôi đang đánh tà thần mà tự nhiên ra bắt người xem nó mất tà thần, vãi trưởng thật. Thôi được cắt khúc này nhé mọi người. Rồi tôi quay trở lại đây. Trời ơi pha nãy mà mất tà thần nữa là tôi không biết nói gì ông bạn tôi luôn đấy. Nãy là tôi con đánh rồi nhưng mà lại ở dưới ăn tà thần. Trời ơi có hai người đánh ở trên thì lại không ăn được. Trời ơi mất tà thần ở dưới kìa. Ôi sao để con nó cào tà thần free vậy. Ui ôi. Rồi ok xem bên tôi ở trên đó đi, để tôi giết thằng oi cho. Chạy đâu mày. Ui vẫn chạy được kìa. Aoi ê li. Ừ hay. Rồi ok pha này aoi chết là win rồi nhé mọi người. Rồi ok cảm ơn anh em đã coi clip nha. Pha này đánh đây là chết là win rồi. Này che này bộ này chết luôn, cả biết nó rồi thì còn gì đâu mà đánh nữa. Ôi kìa thằng kia nó hên thế. Rồi bây giờ thì đẩy cái trụ này nhá, đẩy cái trụ này lính vào là win thôi. Cái này các bạn không thể nào thắng được nữa đâu. Trời ơi chết hai đứa rồi, tên tôi còn win 5 xi mà. Trời ơi nhìn kìa thần nó sấy còn AD mình kìa, còn tí xíu máu luôn. Rồi ok anh em hẹn em một clip sau nhá. Nếu thấy hay nhớ cho tôi xin một like và số ủng hộ kênh tôi nhá. Cảm ơn anh em đã coi clip nhá, nhớ đăng ký kênh nhá mọi người. Ok bye bye nhá, hẹn em một clip sau nhá, bye bye.